dân bến tàu. Sao mây mò đến Việt Nam cho dân khổ thế này, cả ngày quanh bếp lũ con thân học ở nhà, cách ly đến cả chục ngày chờ hồi lãng thang quan sát. Ôi nó tận bến tàu những giờ chạy khắp năm châu gieo nguy hiểm chết người. Từ Âu sang Mỹ tính ra cũng cả triệu rồi, đớn đau nát cả cõi lòng nỗi buồn cho đến bao giờ. Tiền về đây gửi cho má giữ, mong tương lai dịch bệnh đầy lối phố vui tiếng cười. Quán xưa vẫn ngồi đi làm rồi không lo tiền tiêu không tiếc xá chi virus tàu. Cùng chống dịch ở nhà chịu khó cách ly, chung tay cùng xã hội bộ đội bác sĩ vẫn đang vất vả từng giờ, quyết tâm mang lại bình yên cho đời đẹp những nụ cười. Bến tàu những giờ chạy khắp năm châu gieo nguy hiểm chết người. Từ Âu sang Mỹ tính ra cũng cả triệu rồi, đớn đau nát cả cõi lòng nỗi buồn cho đến bao giờ. Mau chung tay dịch bệnh đầy xa, để con đến trường để ba đi làm, mang tiền về đây gửi cho má giữ, mong tương lai dịch bệnh đầy rồi không lo tiền tiêu không tiếc xá chi virus tàu. Ta hãy cùng chống dịch ở nhà chịu khó cách ly, chung tay cùng xã hội bộ đội bác sĩ vẫn đang vất vả.